các bạn, mình là Bảo Ngọc đây. Hôm nay là một ngày để nhà chơi mưa của mình to nước lũ, nước lũ. Đây là em sao em. Cây được cha mà. Trời mưa, mình sẽ quay trời mưa cho các bạn xem. Trời mưa đổ xuống coi cho các bạn xem. Trời lũ đó. Hôm nào trời mưa nhỏ mình. Đến lúc mình tạnh mưa mình nhờ do mình chưa quay cho các bạn xem nhá. Lũ đó. Rất mưa đầy luôn cái giếng của mình nhỉ. Đấy, đó cho các bạn xem. Đó. Nhớ cái kia. Đó. Thì ngôi nhà này không, ngôi nhà này là ngôi nhà toàn bởi vì tôn bọn mình hay chơi với cái bạn Thảo Nguyên đấy. Tôn chị Thảo Nguyên đấy cứ tôn chửi liên tuyên luôn mà. Thôi kể rồi, bỏ qua. Lúc là con bóng này. Chúng ta để cho các bạn thấy. Nhìn. Đây là hình dáng sticker của mình nha. Đây là bố của tôi nè. Sốc gì vậy? Chắc ngơ ngơ ngất ngác. Mình ngồi đây mình quay cho các bạn xem. Wow. Đó. Một giờ ngồi ở nhà của mình. Đi đâu? Đi đâu mẹ ăn nhỉ, anh nhỉ? Dạ. Này. Con đi. Đúng 3.000 đúng không? 2.000. Anh tưởng 3.000. Có số nó đấy rồi, cần hỏi 2.000 hay 3.000. Chị con có tưởng, con có biết đâu. Không lấy chị. Không lấy chị quá. Chị ơi. Em xem này. Chị. Trời lại mưa rồi. Trời lại mưa rồi. Đợi mình sẽ chụp ảnh tí. Cho nên mình sẽ chụp vài tấm ảnh nhá. While we know it's gonna be so. Đi đi.